Rồi, em Thắng xin kính chào các bà con cô bác ha. Thì ngày hôm nay em thanh lý kho anh em. Thì hôm nay em thanh lý kho, dọn kho để trả mặt bằng. Nói chung là giờ không có hàng nên là cũng không có giữ mặt bằng nữa anh em. Thì anh em mình xem có cái món nào phù hợp với mình thì mình chốt giúp em ha. Hôm nay thì em xả lỗ hết, em xả hết luôn á. Để dọn kho thôi, thì khi nào có hàng thì sẽ mướn kho bán lại. Chứ giờ không có hàng thì mặt bằng, mặt bãi rồi nó cũng ấy anh em. Thì mình cứ xem ha, món nào phù hợp với mình chốt. Đây là những cái món còn lại trong kho thôi, đó là hết hàng á, những đôi kính, những cái dụng cụ đồ nghề ha. Rồi đầu tiên thì em vào cho mọi người một cái combo này. Hôm trước là em chỉ bán một combo là với 40.000 thôi, hôm nay em xả hết là đang kho còn còn có 3 bộ. À, 3 bộ này thì cũng như là 18 món ha. Đây, đầu tiên thì cái loại này thì 3 cây đó. Thì nói chung là 3 bộ như thế này nha. 3 bộ như thế này này. Là một bộ là 3 cây, như thế này là 6 cây ha. Một bộ là 6 cây ha. 3 bộ của mình là 18 cây. Tức là bán giá 40.000 cho 6 cây ha. Thì hôm nay là thay vì 120.000 ha, thì cái combo này em xả luôn cho mọi người 100.000 ha, tổng cộng 18 món. Đó, về anh em để dành kia cho bạn bè rồi mình dùng ha. Thì cái này là em xả luôn nha. Đó, xả một đống này 18 món sản nghiệm cụ làm vườn, nó nhỏ nhỏ hơi chút chút thôi, nói chung là nó dài tầm khoảng 16-17 sen nha anh em. Nó V1 một đóng này 100.000 ha. Đây một đóng luôn nha, V1 100 luôn. Này em xả hết á. Rồi V2 thì trong kho còn có mấy hộp thôi. Đó đây, một hộp này thì nó cái này anh em mình trái móc khóa rồi nha. 2 4 6 8, còn 8 hộp nha anh em. 8 hộp với là một cái hộp mẫu này đó. Thì hôm trước là em bán 120.000, hôm nay em giảm giá sau cho mọi người, giảm cái giá vốn cho nên mình mua luôn nha, không có cà phê cà pháo gì hôm nay nữa. Bán mục đích là bán hết để thanh lý dọn kho luôn cho nó hết luôn ha. Thì cái đây một cái hộp nguyên sinh của nó là gồm có 10 cái như thế này ha. Nó để này made in Japan ha, chọn hàng chuẩn nội địa nha mọi người. Đó, một cái dụng cụ đo tỷ lệ bản đồ kết hợp với lại la bàn ha, kim tự tính 500 ha. Đó, hàng nội địa Nhật 100%. Và đây là khi em giao cho mọi người á, thì em sẽ giao cho mọi người là hàng đăng hộp nha. Hàng đăng hộp là hàng như thế này đó, là nó còn chưa có xài nha mọi người. Trên hộp đồ này nọ là nó có made in Japan đàng hoàng, ví dụ anh em mình tặng quà cho bạn bè được cũng được đó. Một cái dụng cụ đo la bàn hoặc là mình treo móc khóa mình đi để mình xác định phương hướng cũng được ha. Đó, nó cũng khá là hay, được hai chức năng ha. Đây là cái sản phẩm của mình. Giá hôm trước là em bán là 150, sau đó là 120, và hôm nay là em giảm giá vốn cho anh em luôn, thanh lý dọn kho ha, trả mặt bằng luôn. Đó, đây là cái dùng để đo bản đồ kim tự tính 500 này. Đó, anh em mình có thể mua bán lại được. Những cái này thì hàng ở trên Shopee đồ này nọ người ta bán cũng là 100 mấy 200 rồi, là hàng Trung Quốc đó nha, hàng Trung Quốc Đài Loan như là 150 170 gì đó. Còn này là hàng của Nhật luôn nha anh em, sản xuất 100% tại Nhật, made in Japan ha. Đó, hàng mới 100% chưa có xài. Bên này là bản đồ la bàn, bên này là cái dụng cụ đo ha. Đó, 1/50.000 km ha. Made in Japan, nó thiết kế kiểu chạy bánh xe nha anh em. Thiết kế kiểu chạy bánh xe như này ha, khi bánh xe nó lan thì cái tỷ lệ nó di chuyển ha. Đó. Rồi, anh em là mình thích cái dụng cụ tỷ lệ đo bản đồ này ha. Mọi người chốt giúp em hôm nay giảm giá sau cho mọi người luôn. Còn có 8 chiếc bán giá vốn cho mọi người luôn. Rồi cái này là em bán 100.000 bao ship cho mọi người luôn nha. 100.000 bao phí ship cho mọi người luôn nha mọi người. Mọi người không nghe nhầm ha. 100.000 bao ship cho mọi người luôn. Chuyển khoản hay ship code đều bao ship cho anh em luôn ha. Khi giao thì em sẽ giao cho một cái hộp mới như thế này, chưa có xài nha. Và là cái để em làm mẫu, mình đem móc khóa đâu ha. Hàng nội địa Nhật 100% ha. V2 100.000 một con một cái nha anh em. V2 100.000 một cái. Rồi, V3. Rồi tiếp theo V3 ha. V3 thì em có một cái núi hơi này, được bán 80. Thanh lý luôn cho anh em. Này của Nhật nha, Japan này ha. Đầu nó hơi gì này ha.
Đầu nối hơi của Nhật ha. Rồi cái đầu nối hơi này V3 giúp em ha, để giá 60 nha anh em. 60.000 ha. Đó, đầu nối hơi của Nhật ha, V3 60.000. V4. V4 thì em có một cái khẩu này, bán hai khẩu luôn đây. Hai khẩu này là 100.000 đúng không? Đó. Đây, 100.000 mà giảm giá cho mọi người luôn. Cái đai nào cũng mới chơi xài này, cái này là chân 3/4 nha. Còn cái này là chân 3/8, nó hai cái nó một cái nhỏ cái bự, đều của hãng KTC hết. À, một con là 23 ly này, con này nó mới chơi xài ha, 23 ly 1/4. Đó. Là 3/4 chứ là đường kính 19.05 này. Còn con này là 3/8 đường kính 9.5, mở ấp 24 ly. Hai khẩu này hôm nay em để giá 80 ha. Giảm 20.000. Bao ship cho anh em luôn. Đó này là em thanh lý đi lỗ luôn ha, V4 80. Tiếp theo V5 là một cái đầu lét léo ha, trước bán 70 này thanh lý giá lỗ luôn. Đó, ha, nó tróc xi nên là chắc là nên mình nghĩ nó cũ nhưng mà dùng còn khá là ok ha. Tua nem 1/2 50.000 V5 ha. Đó, thanh lý giá 50. Tiếp theo V6 có hai cái đầu mở ốc vài đầu này. Đó, rang của mình là rang mở ốc 21 ly ha. Hôm trước hai con 60, hôm nay em để giá mọi người hai con 40.000. Nè anh em mình sử dụng chui 6.35 này, đầu vít mình bán máy ha. Đó, của thương hiệu Ritun như này ha. V6 hai cái đầu bán này 40. V7 là một cái cây dụng cụ cuốn kẽm. Này là dài ha. Của thương hiệu Hyundai ha. Để bãi này nọ thì nó có cái trài tróc thôi nhưng mà sử dụng qua được ngon lành. Cái này đựng kế nó dài nha, nó dài được là 25-26 sen. Cái này em để giá 60.000 ha, 60.000 ha. V7 60.000. Tiếp theo V8. V8 thì cũng cây cuốn kẽm. Cái này thì nó ngắn hơn nhưng mà cái này thì hình thức thì nước xi nó đẹp hơn tí ha, dài được 20 cm. Rồi cái này em để giá là 50.000 ha, ngắn hơn 50. Hằng này ha, V8 50.000. V9 là một cái cây tê mới ốc, mới chơi xài, hôm trước em để giá 180, em giảm giá cho anh em luôn. Tay KTC này, mới ốc 27 ly ha, Japan này, nó đầu mới tinh chơi xài 6 cạnh ha. Này chiều dài cánh tay đòn của mình được là 30 này. Đó, chiều ngang 30 hết ha. Nó rất là bự nha anh em. Đó, của thương hiệu KTC ha. Rồi hôm nay em thanh lý giá cho mọi người là 150.000 luôn ha. V9 150. Thanh lý dọn kho luôn ha. V9 150.000. V10. Cái cán cưa anh em, cán cưa này của Suzuki ha. Đó, cái chỗ này nó tét các tí anh em, về mình lấy keo mình dán lại là còn rất là ngon ha, thăng được còn ngon là hết, nó chỉ bị tét cái lớp ấy thôi ha. Một cái cán cưa của Suzuki ha, Suzuki gam này là Suzuki gì đó nè, Master ha, Suzuki Master ha, anh em mình đang dùng lưỡi Suzuki Master mình chốt về mình dùng. Rồi cái cán cưa Suzuki này em để giá là 50.000 ha. V10. V10 50. Tiếp theo V11, một cái dụng cụ con dao ha, của Đức ha. Anh em mình sưu tầm gì mình sưu tầm. Đó đây. Hãng này ha, Soligan gặp money gì này ha, chứ còn rẻ. Bên này là một cái giống như cái dũa vậy đó ha, còn bên này là một con dao. Ha. Rồi, dụng cụ này của Đức ha. Giá 60.000. Anh lấy 60 ha. V11. V11 60.000. V12 em có một cái bộ vận động ha. Này trước là bán 100.000 một bộ, hôm nay bán hết hai bộ 150. Đó, tất cả vận động hết. Để qua em căng nữa nặng được bao nhiêu. Vận động màn đồ này ha, nói chung là 500 nó không có ít. Tổng trọng lượng cho cái combo này là được 7 lạng nha anh em. Đó, tổng bộ combo này của mình là được là 7 lạng. Đó, toàn là quy chương đồ đồng không này. Đó, anh em mình sưu tầm đồ cổ rồi mình chốt. Đó, vàng bạc đồng cái đó, bạc không có nhưng mà vàng với đồng ha, nó uy chương. Đóng ha. Một món này. Hai này.
3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7, 8, 9, 10 món ha. Rồi 10 món này em để giá 150 anh em. À, 15.000 món ha, 150.000 cho đóng này ha. V12 ha, đóng này 150. V13 qua 10 máy đôi kính ha, thanh lý máy đôi kính luôn. Ê. Đây, kính còn khá là nhiều. Toàn kính ngầm kính đẹp không anh em. Về mình cắt trồng giúp em nha. Rồi đầu tiên em có cái đôi này của nữ này. Đó, nó được đây là shop ha, trước em để là 100.000, em giảm giá cho mọi người luôn nha. Đôi này thì nó có độ tí này, nó nhìn vào thì vật nó sẽ nhỏ lại tí ha. Vật này vật nó nhỏ lại tí. Không biết là bao nhiêu độ nữa. Này được gia công tại Trung Quốc. Nó còn đẹp nha, gồng nhựa. Nay là em thanh lý lỗ luôn. Cố tình băng lỗ để dọn kho. Đôi này thì nó mới chưa xài. Chiều dài của mình được là 13 nha. Chiều cao của mình là được là 27 và bề ngang này của mình là được là 5 cm đó. Màu của mình như thế này ha. Rồi em để giá 80 thanh lý ha. Của hãng Zot nha anh em. Hãng Zot ha. V13 ha. V13 80. V14. V14 thì gọng kính nha. Gọng em trước để 120. Về em cắt kiến hay là chưa có kiến. Giá mới yên nó cũng 28.000 yên này, rất là cao ha. Màu bạc bạc rất là đẹp nha anh em. Ngầm kim loại ha. Rồi chiều dài gọng của cái đôi này nó mới chưa xài nha anh em, về mình cắt kiến mình dùng ha. Dài được là 13 này, chiều cao là được là 43 này, bề ngang này là được 5 cm này ha. Rồi thanh lý 100.000 luôn nha mọi người. V14 ha. V14 gọng kính này chưa xài 100.000 cắt kiến ha. V15. Đây cái đôi này là mới chưa xài này, cái giá mới, cái gọng bằng titan nên nó mát tiền nha. Nó gọng titan nó mát tiền. À, giá mới yên bên Nhật của mình là 11.000 yên, tầm khoảng là 1.2 triệu á. Thanh lý luôn. Này vì anh em mình cắt cái trồng khác nha, cái trồng hiện tại là đang là cái trồng kính trong nha anh em, trồng kính trong nó không có độ. Đó. Đôi này thì chắc là của nữ ha. Bên này là cái viền này nó có cái đính những cái hoa văn bên cái gọng này như này ha. Nữ đeo cũng rất là đẹp. Đó. Mới ha, chưa xài cái gọng của mình là màu tím tím như này ha. Này của nữ. Đó, gọng titan nên là chị em mình yên tâm ha. Đó. Rồi chiều dài gọng của mình được là 135 này. Chiều cao của trồng kính là được là 35 này. Và bề ngang là được là 55. Xả luôn nha mọi người, 150.000. Đó, hôm nay là bán xả luôn á. Lỗ cho lỗ luôn ha, để ta mặt bàn này. V15 này, 150. V16. Cái gọng này tông, những cái gọng này là chưa xài hết của titan, gọng titan anh em. Đôi này em trước bán 220 này. Đó. Gọng titanium này. Ha, tất cả là titan luôn. Đó, cái gọng này cũng cho nữ nha, đó nó có những cái hoa chi tiết hoa vàng này, cái này là nó như màu vàng nha. Nó màu vàng không thì không cần, nhưng mà đó rất đẹp ha. Và cái giá mới của mình thì nó tầm khoảng là 2 triệu nha. 11.700 yên á, gần 2 triệu. Rồi chiều dài gọng của mình cũng là 13 cm nha. Những đôi này là cho nữ ha. Phần này được là 35 ly. Phần này được 5 cm. Gọng cái này là anh em chị em mình về cái kính là ha. Còn hiện tại là trồng kính của mình là trồng kính trong không có độ ha. Rồi đôi này em để giá 180. Thanh lý 180 ha. V16 180. V17. Đây, trong này đây ha, nó mới chưa xài. Còn tem màu này ha, đó cái viền của mình là hai bên nó thiết kế nó có những cái vòng hoa như thế này ha, chắc nữ đeo luôn. Cái gọng này chắc cho nữ đeo, nam đeo thì tùy mình ha. Đó cái gọng này cũng vậy nha, 11.700 yên này, thương hiệu Âu ha. Chung là nó mát tiền tại vì là cái vật liệu là cái gọng titan nha anh em. Gọng là mình titan nên là nó nhẹ nên là giá thành nó cao nha. Rồi chiều dài gọng của mình được là 13.8 ha. Này chiếc nam đeo cũng được này. Chiều cao được là 33. Bề ngang là được là 52. Rồi gọng này hôm nay em để giá 160. V17 ha, thanh lý 160 ha.
những cái này là nó mới chưa xay. Kiến bên của mình bên trong là kiến kiến trong không có độ nha. Đó là mình trồng mica nhưng trong không có độ, đi đường đi bụi được. Còn về mình có thể mình cắt kiến cận kiến lão thì theo cái nhu cầu của mình ha. V17 160. V18 đôi này 220 này. Đôi này của Nhật ha, tất cả titan này sản xuất ở Nhật, made in Japan. Đó, cái gầm của mình là titan, nó bự như là vòng như này ha. Màu của mình là màu màu hường. Đó, này thì nữ đeo được, nam đeo không được tùy mình. Rồi cái trồng kính thì nó thiết kế kiểu vạn ốc như thế này. Đó, nó ngoài ra nó có ốc xoay cua để cho anh em mình thay thế nữa. Rồi cái trồng người ta cắt như thế này ha, nó chiều cao là được 48 này, chiều ngang là 48 này, chiều cao được là 28. Rồi đôi này em để giá 180.000 ha. Mới chơi xài của Nhật. Vì mình có thể mình cắt trồng kính thì theo sở thích của mình ha. V18 này 180.000. V19 gọng này là titan ha. Nó được gia công tại Trung Quốc thôi mà rất là mắc tiền anh em tham, 15.000 yên á, quy đổi ra tiền Việt của mình là tầm khoảng 2.800.000. Này là cái gọng của mình nó nhuyễn nhuyễn như là ha, màu tím, rất là bé anh em, rất là nhỏ. Vì mình cắt lại trồng nha, trồng của mình là mica như thế này thôi. Rồi chiều ngang của nó mình là được 130 nha. Còn cái trồng kính người ta đang cắt như thế này là được 3 sen này. Còn này được là 5 sen ha. Đôi này màu tím chắc nữ đeo. 150.000 ha. Giá mới của mình là tầm khoảng 2 triệu mấy. V19 này 150. V20. Đây gọng này của Nhật nè. Nó rất là ngon nha, vì mình thay cái kiến nha, cái kiến này thì nó có độ nè. Đó. Vì ví dụ mà mình đeo được thì mình đeo, còn không đeo mình tay trồng khác ha. Đây đó. Còn trồng được cái gầm gầm của Nhật nha anh em, gầm là của Nhật nha, 100% của Nhật luôn, made in Japan ha, gầm titan luôn nè. Đó, màu gầm của mình như thế này ha. Đó, màu vàng ha, màu vàng ha. Chiều dài của mình được là 13 ha, chiều cao của mình là được là 4 sen ha. Rồi đây là được là 52 này ha, 52 ha. Rồi anh em là mình thích cái đôi này V20 ha, 100 lấy 100.000 cộng kính ha. V20 hả? V21 đây, cộng này của titan nha ha, tất cả titan, o titan này, 48 vuông 19 140. Nó này là mình về mình thay cái trồng khác ha, cái này là nó có độ có đồ này nè, bự nhỏ lại ha. Chiều dài gọng của mình được là 13.5 ha, chiều dài gọng mình là 13.5, chiều cao trồng được là 28, còn này được 45 ha, ta lấy 100.000 luôn. V21 100. V22 đôi kính mắt ha, sunglass này ha, sunglass. Đó, màu của mình là màu nâu ha, cái màu bả trầu như thế này ha. Chiều dài gọng của mình được là 14 này, chiều cao là 4 này, còn này là được 5.5 này. Đôi này anh em mình mang đi đường rất là ok ha. Đó, kính mát ha, V22 80. V22 80. V23. Đôi này trang hộp này, đôi này ngon này anh em, 250 là biết hôm trước là bán MK15 250. Đó, đôi này của Nhật cũng mới chơi xài ha, thương hiệu Comfort Japan này, made in Japan ha. Đôi kính này là của Nhật chơi xài. Đó. Này cái trồng của mình là cũng trồng kính không độ nha, kính trong. Đó. Của Nhật nha anh em, made in Japan ha. Đó, hàng chuẩn nội địa nên là cái giá nó cao. Có trong hộp, cái hộp này không có mới nhưng mà đôi kính còn mới nè. Chiều dài của mình được là 12.5 nha. Chiều cao của cái trồng kính này là được là 27. Phần này được 5 cm. Rồi đôi kính của Nhật này mới 100% ha, 100%. Cái hộp thì cái hộp khác màu hồng, cái này cho nữ cũng được. Rồi hôm nay em thanh lý giá cho mọi người là 200.000 thôi, một cái đôi kính mới của Nhật ha. Nó về mình có thể mình mang đi đường hoặc là mình cắt kiến khác. V23 200. V24 đôi này hôm trước cũng 250 này, đôi này cũng ngon này. Đó, đôi này của Dior nha, Dior là một cái thương hiệu nổi tiếng của Nhật ha. Đó, made in Japan em thấy không? Đôi những đôi này của nữ đeo nha anh em, Dior. Rồi cái đôi Dior này thì nó cũng không có độ nha, dạng là kính trong luôn. Dior thì có thương hiệu nó nổi tiếng rồi. Rồi dài 13 cm ha.
chiều cao này được là 35 và phần này được là 5 cm. Cái hộp thì nó hơi cũ tí nha, tại vì em bỏ cái hộp vô để cho mọi người có cái dùng thôi chứ không phải là hộp riêng của nó nha. Rồi được kính đi o này em cũng để giá 200.000 nha. Tụi nữ ha, V24 200, V25 này, đôi này còn đẹp nha. Đó, hai cái kiểu như con rắn, hình con rắn nó bù này ha. Đó, đôi này thì nó có độ nha, nó có độ hơi nhẹ nhẹ thì anh em mình xem. Chiều dài được là 13.5 ha. Con này được 35 ly. Con này được 5 sen ha. Rồi đôi này em để cái thanh lý luôn 100.000 ha. Giảm cực sâu luôn. V25 100. V26 đôi này cũng vậy nha. Hộp như thế này. Còn đang hộp mới ha. Đó. Màu của mình như thế này ha. Bự bự ha. Dài được là 12.5 này. Chiều cao trồng của mình là được là 35. Bề ngang được là 45 ha. Anh lấy 100.000 luôn. Hộp đẹp. Nó có hộp không mà đủ tiền lên nè. V26 100. Và mã số cuối cùng V27. Đây cái gọng nha, chủ yếu lấy gọng anh em, cái trọng hay cũ tàu riêng ha, màu tím. Mira ha, gọng còn đẹp. Này nam đeo cũng được ha. Chiều dài gọng của mình được 135. Chiều cao được 45 ha. Và bề ngang được là 52. Thanh lý gọng này ha, không có thanh lý cái ha, thanh lý cái gọng thôi nha anh em. 100.000 luôn ha. 100.000. V27. Rồi, tháng xin kết thúc clip tại đây và hẹn mọi người vào clip tiếp theo.